Chào mừng các em đến với kênh Hải Liên. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dạy các em là bài tập trong buổi bài tập tập lớp toán lớp 4 sức kết nối tri thức cuộc sống. Chúng ta sẽ bài giảng Hải Liên nâng cấp hai dạng hiệu. Các em sẽ muốn khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Và hôm nay mình sẽ làm tiếp bài tập của bài 24 tính chất giao quán và kết hợp có phép cộng. Hôm nay mình sẽ làm bài tập của tiết số 3. Như là hôm trước mình học tiết 1, tiết 2 rồi. Em nào chưa xem tiết 1, tiết 2 các em có thể vào kênh Hải Liên. Các em sẽ vào danh sách phát của bài tập toán 4 kết nối tri thức các em xem. Giờ trước hết mình sẽ làm câu số 1, viết số hoặc là chữ số kết hợp vào chỗ chấm. Mình sẽ quan sát câu A, 817 cộng cho 819 sẽ bằng 819 cộng 817. Đúng này, đó là tính chất giao quán của phép cộng. A cộng B sẽ bằng B cộng A. 817 cộng 819 sẽ bằng 819 cộng 817. Tương tự ở bên đây, hai bên bằng nhau, đều là phép cộng. Bên đây là 2022, bên đây là 2022. Như ở đây là 2021 thì bên đây cũng phải là 2021. Đúng nè. Đó là tính chất giao quán của phép cộng. A cộng B cộng C sẽ bằng, đây là hai phép cộng thì bên đây là hai phép cộng. Bên đây có B, có B, có C, có C, như bên đây A thì bên đây phải là A. Đúng nè. Ở đây mình sẽ viết lại A. B cộng A cộng B cộng C sẽ bằng B cộng C cộng A. Đó là tính chất kết hợp của phép cộng. Tương tự là đây là phép cộng, 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 cộng. Như ở đây mình có là 87 giống nhau nè, 15 giống nhau, 85 giống nhau. Như ở đây có 13 thì bên đây cũng phải là 13. Đó là tính chất kết hợp của phép cộng. Như là mình xong câu số 1, câu số 1 kem hiểu bài, cái xong khích video hãy biết kem hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 2. Câu số 2 tính bằng cách thuận tiện. Câu A 125 cộng cho 831 cộng 875. Thì mình thấy là 5 cộng 5 sẽ là tròn trục. Mình sẽ nhóm hai số này mình tính trước. Đúng không? 125 cộng cho 875. Mình sẽ nhóm lại tính trước. Giờ 831 mình để phía sau. Mình cộng hai số này trước, mình sẽ tính nhẩm nhé. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, 5 cộng 5 là 10, viết 0 nhớ 1. Hàng chục 2 cộng 7 là 9, khi 1 nhớ là 10, viết 0 nhớ 1. Hàng trăm 1 cộng 8 là 9, khi 1 nhớ là 10, viết số 1. Như kết quả sẽ là 1.000, đúng này. Giờ cộng cho 831, viết lại. Giờ 1.000 cộng cho 831, xong ngược 1.831. Đúng này. Tiếp theo mình sẽ đến câu B. Câu B sẽ là 31 cộng 34 cộng 36 cộng 39. Thì mình thấy là 1 cộng 9 sẽ tròn trục, mình sẽ nhóm hai số này tính. 4 cộng 6 tròn trục, mình sẽ nhóm hai số này tính. Mình sẽ làm thành hai nhóm. 31 cộng 39. 34 cộng 36. 31 cộng 39 bằng bao nhiêu mình sẽ tính nhẩm. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, 1 cộng 9 là 10 với 0 với 1. Hàng chục 3 cộng 3 là 6, thêm 1 nhớ là 7, 70. 34 cộng 6 chục mình cũng tính nhẩm. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, 4 cộng 6 là 10, với 0 nhớ 1. Hàng chục 3 cộng 3 là 9, thêm 1 nhớ là 7. 3 cộng 3 là 6, thêm 1 nhớ là 7. 70 cộng 70 sẽ bằng 70 cộng 70, 7 cộng 7 là 14, 14 chục chính là 140, đúng không? Tiếp theo mình sẽ đến câu C. Câu C mình thấy là 700 cộng 300 sẽ bằng 1.000. Nên mình sẽ nhóm lại mình tính trước. 983 viết lại. 700 cộng 300 bằng 1.000. Cộng 983 viết lại. 1.000 cộng 983 chính là 1.000. 983. Đúng rồi. Giờ tiếp theo là câu D. 30 cộng 40 cộng 60 cộng 70. Thì mình thấy là 30 cộng 70 bằng 100. Mình sẽ nhóm lại. 40 cộng 60 bằng 100 nhóm lại. Mình sẽ làm hai nhóm. 30 cộng 70. Và 40 cộng 60.
30 cộng 70 sẽ bằng 100. 40 cộng 60 cũng bằng 100. 100 cộng 100 sẽ bằng 200. Như là mình xong câu số 2 nha. Câu số 2 các em hiểu bài, các em xong hết video hãy biết kênh hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 3, tính giá trị biểu khúc A cộng B cộng C cộng D với A bằng 400, B bằng 999, C bằng 600 và D bằng 1. Giờ như là A cộng B cộng C cộng D bằng, mình khởi vô khoa A bằng 400, cộng B, B là 999, cộng C, C là 600, cộng D, D là 1. Mình thấy là 400 cộng 600 sẽ cho chọn nghịch, 999 cộng 1 sẽ còn nghịch, mình sẽ làm thành hay nhiêu? 400 cộng 600, 999 cộng 1, 400 cộng 600 sẽ bằng 1.000, 999 cộng 1 cũng bằng 1.000, 1.000 cộng 1.000 sẽ bằng 2.000, đúng này. Giờ tương tự mình sẽ làm câu B. A cộng B cộng C cộng D bằng A là 75, khế vô. Cộng B, B bằng 80. Cộng C, C bằng 20. Cộng D, D bằng 25. Thì mình thấy là 5 cộng 5 sẽ tròn chục, mình sẽ nhóm hai số này tính lại. 80 cộng 20, 100 tròn trăm, nhóm lại. Mình sẽ làm thành hai nhóm. 75 cộng 25 và 80 cộng 20. 75 cộng 25 bằng bao nhiêu, mình sẽ tính nhau. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, 5 cộng 5 là 10 với 0 nhân 1. Hàng chục 7 cộng 2 là 9 thì 1 nhớ là 10, 100. Cộng 80 cộng 20 sẽ bằng 10 chục, 10 chục chính là 100. 100 cộng 100 sẽ bằng 200, đúng không? Như là mình xong câu số 3 nhé. Câu số 3 các em hiểu bài, các em xong hết video hãy biết kèm hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 4, thống kê số lượng chiếc ô tô bán ra trong 3 ngày của cửa hàng A như sau. Ngày thứ nhất bán được 75 chiếc ô, ngày thứ hai bán được 119 chiếc ô, ngày thứ ba bán được 25 chiếc ô. Hỏi trong 3 ngày đó cửa hàng A bán được bao nhiêu chiếc ô? Giờ như vậy là người ta hỏi là trong 3 ngày đó cửa hàng bán được bao nhiêu chiếc ô? Thì mình sẽ lấy 3 số này cộng lại là ra kết quả thôi, đúng không? Giờ như vậy người ta hỏi cái gì mình trả lời cái đấy. Người ta hỏi là trong 3 ngày đó cửa hàng bán được bao nhiêu chiếc ô, mình trả lời là trong 3 ngày đó cửa hàng A bán được số chiếc ô này. Như là trong 3 ngày đó cửa hàng A bán được số chiếc ô này. Giờ như là mình sẽ lấy 3 số cộng lại, 75 cộng cho 119 cộng cho 25 bằng. Giờ bằng bao nhiêu thầy sẽ tính nhắc phía dưới này. Mươi 75 cộng 119 cộng 25. Thì mình thấy là 75 cộng 25 sẽ là tròn trăm, mình sẽ nhóm hai số này tính trước. 75 cộng 25. Giờ cộng 119 viết sạch. 75 cộng 25 bằng bao nhiêu, mình sẽ tính nhẩm, mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, 5 cộng 5 là 10, viết 0 nhớ 1. Hàng chục 7 cộng 2 là 9 thì 1 nhớ là 10, viết số 10. Kết quả là 100 cộng 119 viết lại. Giờ 100 cộng 100 là 219, giữ nguyên kết quả là 219. Như vậy kết quả ở đây sẽ là 219 trong này. Chiếc ô. Như đáp số sẽ là 219 chiếc ô. Đúng này. Giờ như là mình xong câu số 4. Câu số 4 các em hiểu bài, cái xong hết video hãy biết kênh ổn. Các em hiểu bài.
Dạ, như là mình xong bài giảng hôm nay, Cam thấy giảng giờ hiệu bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký kênh Hà Liêm, Cam sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hà Liêm. Hãy chúc em học tốt tạm kém nhé.